Em hôm nay lại vớ được một cái thành phần này, từ nãy đến giờ đứng cùng với đầu em là hơn một tiếng rồi, vẫn rất ngoan cố. Thanh niên này đây, thanh niên lái xe gần định thách thức em đây, đi sai mà lại lì đoàn. Em hôm nay cũng đang rảnh, định làm gì em đây? Cứ phải cho nó lùi anh ạ, không là cái chen này tắc hết. Thằng kia ngoài nào? Nó này cho này lùi hết. Đường này có cái ý thức. Cho lùi hết. Ra kia mà đi. Ê bà con lợn ở đây các bác ạ. Đường thì tắc rất dài, tắc rất dài. Em đang ở lan em nhiều thằng nó chen quá. Đây mặc dù để các bác khác phải lách lên này nhưng mà em vẫn phải cho này lùi lại. Chào các cụ các mợ nhá. Em hôm nay lại vớ được một cái thành phần này, từ nãy đến giờ đứng cùng với đầu em là hơn một tiếng rồi, vẫn rất ngoan.
ngoan cố. Thanh niên này đây, thanh niên lái xe gần định thách thức em đây. Đi sai mà lại lì đoàn. Em hôm nay cũng đang rảnh. Định làm gì em đây? Hả? Đi vào kia. Hả? Đấy, mặt vào đây anh em ạ. Đấy. Em thì nhẹ nhàng lắm. Em thì không nóng tính. Thằng này định chửi em đây. Đấy. Rất ghê. À, đi đường thì gặp chuyện gì thì cứ bình tĩnh nha các bác ạ. Em được cái nữa không nóng tính. Còn như các bác nào máu thì các bác cũng máu, còn em khoản này em chịu thôi. Em để ra tạm đây máy xe của em nó không có cái cổng quay. Lại đến con mẹ xuống hay thế nào đây? À, đây, con mẹ đây. Đấy. Được, nói chung là được cả nhà. Thế mới hay. Được cả nhà luôn. Chào các cụ nhá. Cứ phải có trò vui thế này thì mấy con lợn mới rút kinh nghiệm được. Đường người tắc rất dài đây mà nhiều thằng cứ thích chen lên. Đây rất dài đường. Đường đi ra đoạn đường 5 quán gỏi đây. Từ Bắc Ninh đi ra, tập rất dài. Xin chào các cụ, em dừng video ở đây nhá.